Vâng, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai ha. Hôm nay em đang có mặt tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và em muốn giới thiệu cho các anh chị cái mảnh đất ngay trước mặt các anh chị luôn. Có cổng và xây bao tường lưới B40 sẵn rồi mà nha mấy anh chị. Đó, miếng đất này thì nó có tổng diện tích là 1.300m² ha. Sổ hồng riêng sẵn sổ. Hiện trạng đang là đất cây lô 5 nha mấy anh chị. Thì cái đường này á, nó sẽ đi ra đường Tây Hòa 05, đi ra quốc lộ 1A. Nó rơi vào khoảng 4 km nha mấy anh chị. Và các tiện ích của nó thì như chợ, nhà thờ hay là ủy ban nhân dân á, nó cũng rơi đâu đó khoảng 4 km ha. Thì miếng đất này đang thuộc xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đang được bán với giá là 2.100.000.000 nha mấy anh chị. Sổ hồng riêng sẵn sổ luôn ha. Quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Thì một tí nữa em sẽ hướng cái quy hoạch cho các anh chị coi ha. Và coi cái vị trí của nó trên bản đồ Google Map luôn ha. Vâng, và bây giờ mời các anh chị hãy cùng kiểm tra quy hoạch với em ha. Tờ số 5 thửa 149 xã Tây Hòa nè các anh chị. Đây miếng đất của mình đây các anh chị ha. Toàn bộ thì vẫn đang là hiện trạng đất cây lô 5. Quy hoạch cũng là đất cây lô 5 luôn. Tổng diện tích là 1.300m² nha các anh chị. Đó, thì cái bề ngang bám đường của nó rơi vào khoảng 65m nè các anh chị. Mặt đường bê tông các anh chị ha. Đây, đối diện nó cũng có nhà dân ở rồi các anh chị ha. Ừ. Miếng đất của mình thì nó hình thù nó là tam giác nha các anh chị. Rồi, thì xung quanh đất của mình cũng toàn bộ là cây lô 5 và đất lúa. Và đất mình cũng không dính vào cái quy hoạch đường điện hay là rác thải hay nghĩa trang gì nha các anh chị. Đó, thì bây giờ mời các anh chị hãy cùng với em kiểm tra cái vị trí đất của mình gồm có những tiện ích gì, giao thông như thế nào các anh chị ha. Rồi, và bây giờ các anh chị hãy cùng kiểm tra cái vị trí đất trên bản đồ cùng với em ha. Thì miếng đất của mình đây nha các anh chị, nằm đối diện mấy cái căn nhà đây ha. Và đường trước đất của nó thì là đường bê tông. Đó, thì quanh nó thì cũng không có cái tiện ích gì nhiều đâu. Chủ yếu những cái tiện ích nó nằm ngay quốc lộ 1A hết rồi các anh chị ơi. Đây, nằm bên ngoài quốc lộ 1A hết ha. Thì bây giờ các anh chị hãy cùng với em đo khoảng cách từ đất ra quốc lộ 1A bao nhiêu nhé. Đây, đi theo đường Tây Hòa 05 á. Đây, đường này đường Tây Hòa 05 ha. Thì đi ra nó khoảng 5,2 cây nha các anh chị. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi theo con đường Tây Hòa Trung Hòa. Đây, đây là đường Tây Hòa Trung Hòa các anh chị ha. Đó, thì từ vị trí đất của mình mà đi ra đường này theo đường quốc lộ 1A theo đường Tây Hòa Trung Hòa thì nó rơi vào khoảng 4,4 cây, gần hơn đường Tây Hòa 05 các anh chị ha. Đó, thì ngoài đây nó cũng đủ các tiện ích như chợ, nhà thờ, khu công nghiệp. Rồi, và bây giờ mời các anh chị cùng lên Biên Hòa với em nhé. Đây nha các anh chị, đi lên Biên Hòa tính theo cái mốc này ha. Thì nó rơi vào khoảng 30 cây các anh chị ha. Đó, 30 cây. Đi khoảng 56 phút thôi. Rồi, và bây giờ đi lên thành phố Hồ Chí Minh lấy mốc điểm là Suối Tiên các anh chị ha. Đây, chỉ có khoảng 37 thôi nha các anh chị, 37 cây thôi ha. Đó. Rồi, và bây giờ tất cả các cái thông tin em đã truyền đạt đến cho các anh chị rồi, anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này thì liên hệ với em ngay nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì tặng cho em một nút đăng ký kênh nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo.